Ủa anh, Gì em? làm gì bước mặt vô tường vậy? Đang ngủ. Quay ra đây coi Ôi coi. Ừ, bảo cha coi. ôi em nó sưng lắm. Có gì đâu, mở ra cái chiêm ngưỡng thôi. Ừ. Thôi thì báo cáo với các bác là hôm nay em mới đi xăm môi nhá. Mà nó sưng quá, bây giờ không dám ra ngoài đường luôn, trời trời tối mới dám về. Đâu, em xem. Ú hòa wow. Quay vừa quay gần nó thôi, lừa ghê lắm em. Thật sự là báo cáo với các bác là em cũng không bao giờ nghĩ em đi xăm môi hay là làm cái gì đâu, nhưng mà sắp tới thì em chuẩn bị em bấm máy bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, thì em là bộ phim đầu tiên mà em đóng chính, và đặc biệt là trong phim thì có những giai đoạn mà em phải trở lên đẹp, phải nhìn sang trọng, phải thành giám đốc này kia, cho nên là mới quyết định đi xăm cái môi này để nhìn cho nó bớt thâm, để nhìn cho nó sang. Mà nó sưng quá các bác, mà nó cứ tè hè, nó cứ trườn ra ngoài này đấy, nhìn Ừ, ra nhìn này, ngang em. bây giờ không dám vào gần con, nó cứ nhìn thấy nó khóc. Đấy, nói chung là nó sưng quá, mà xong rồi mọi người không biết có sưng này, mà em nó sưng quá, giờ hai cái mép mồm của em là nó không không cảm nó không khép lại được luôn á. Đấy, nó cứ Nhìn giống Tây quá trời. nhìn giống nó Angelina Jolie rồi đấy. Johnny phiên bản nổi. Ừ, đấy, đây các bác nha, nhìn ngang ngay vào môi rất là quyến rũ. Thôi thì nói chung là lần đầu xăm môi để vào quay chính, thì hy vọng rằng các bác sẽ ra rạp ủng hộ bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy nhá. Đây là một bộ phim mà rất là tâm huyết đối với em, có thể nói là một cái vai mà hay nhất